Herzlich willkommen zum Deutschkurs. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Trung tâm Ngoại ngữ Amanda Hải Phòng. Hiện nay Trung tâm Ngoại ngữ Amanda Hải Phòng đang giảng dạy rất nhiều thứ tiếng như là tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Nhật. Hôm nay thì Trung tâm sẽ tiếp tục giới thiệu đến các bạn ngôn ngữ tiếp theo, đó là tiếng Đức. Hiện nay ở Việt Nam thì tiếng Đức đang dần trở nên phổ biến và sẽ là ngôn ngữ bắt buộc khi các bạn muốn học tập cũng như làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức. Tiếng Đức thì gồm có lộ trình là các trình độ A1, A2, B1, B2, C1 và C2. Hiện nay Trung tâm đang sử dụng bộ giáo trình Studio 21 gồm 3 quyển A1, A2 và B1 dành cho tiếng Đức. Đến với bộ giáo trình tiếng Đức này thì các bạn sẽ được tập trung rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, cũng như là được trang bị đầy đủ kiến thức để có thể tham gia kỳ thi lấy bằng tiếng Đức. Còn chần chừ gì nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu bài học ngay hôm nay nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhập môn của tiếng Đức, đó là Start of Deutsch. Đây là bài đầu tiên của chương trình A1. Khi bắt đầu chúng ta học một ngôn ngữ nào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu từ bảng chữ cái. Và thật may mắn bảng chữ cái tiếng Đức cũng sử dụng hệ thống chữ cái Latin gần giống với tiếng Anh và tiếng Việt. Bây giờ cô sẽ viết bảng chữ cái lên bảng và chúng ta sẽ cùng theo dõi nhé. Trên đây là bảng chữ cái tiếng Đức. Như các bạn thấy thì bảng chữ cái tiếng Đức khá giống với bảng chữ cái tiếng Anh, tuy nhiên sẽ xuất hiện thêm 4 chữ cái đặc biệt. Và cách đọc của những chữ cái như nào thì bây giờ cô sẽ đọc cho các bạn nghe một lần và các bạn hãy nhận xét nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, E, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Z, A, umlaut, O umlaut, U umlaut, SS. Rồi như các bạn đã thấy thì trong bảng chữ cái tiếng Đức này sẽ có những từ chúng ta đọc khá giống tiếng Việt, có những từ thì chúng ta đọc khá giống tiếng Anh và có những chữ cái thì chúng ta đọc sẽ hoàn toàn khác tiếng Việt hoặc là tiếng Anh. Và để giúp các bạn có thể học được dễ dàng hơn thì bây giờ cô sẽ viết phiên âm của những chữ cái này xuống bên dưới. Rồi, bây giờ cô đã viết phiên âm của những chữ cái này lên thì các bạn có thể đọc theo cô rồi nhé. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, H, Y, Z, Z, A umlaut, O umlaut, U umlaut, S, S. Và để giúp các bạn có thể luyện tập cái phần bảng chữ cái này thì bây giờ cô sẽ ghi một số tên thành phố nổi tiếng của nước Đức lên bảng và các bạn hãy cùng đánh vần nhé. Rồi, trên đây là 4 thành phố nổi tiếng ở nước Đức. Bây giờ chúng ta hãy đánh vần thành phố đầu tiên, đó là thành phố Hamburg. H-A-M-B-U-E-G. Thành phố thứ hai là Frankfurt. F R A N K F U R T. Thành phố thứ ba là thủ đô Berlin. B E R N E N. Và thành phố cuối cùng là München. M U umlaut N C H E N. Rồi các bạn đã hãy thử đánh vần lại một lần nữa nhé. Thành phố Hamburg. H-A-M-B-U-R-G. Thành phố thứ hai, Frankfurt. F-R-A-N-K F-U-R-T. Thành phố thứ ba, thủ đô Berlin. B-E-R-L-E-N. Và thành phố cuối cùng, München. M-U-M-L-A-U-T N-C-H-E-N. Vậy là các bạn vừa học xong bảng chữ cái tiếng Đức. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần cũng rất là quan trọng, đó chính là phần đánh vần phát âm trong tiếng Đức. Cũng giống như tiếng Việt thì trong tiếng Đức cũng có những quy tắc đánh vần. Vậy thì quy tắc đó như thế nào? Bây giờ cô sẽ giới thiệu đến các bạn ngay sau đây nhé. Trên bảng là 3 chữ cái A umlaut, O umlaut và U umlaut. Tuy nhiên khi đưa những chữ cái này vào một từ cụ thể thì cách đọc của chúng sẽ hoàn toàn khác. Các bạn hãy chú ý, đầu tiên sẽ là chữ A umlaut. Chữ A umlaut khi mà đưa vào một từ cụ thể sẽ được phát âm thành chữ E. Ví dụ Qualität, Qualität. Universität, Universität. Tiếp theo là chữ
O-umlaut. O-umlaut khi được đưa vào một từ cụ thể thì nó sẽ được phát âm như sau. Ê. Ê. Và để có thể phát âm được chính xác cái từ này thì có một mẹo như sau, đó là các bạn sẽ giữ khẩu hình của chữ O. Giữ khẩu hình của chữ O, sau đó các bạn sẽ phát âm chữ quê. Khi các bạn đọc sai thì các bạn sẽ đọc chữ quê, tức là khóe miệng của các bạn sẽ kéo sang hai bên. Còn khi các bạn đọc đúng, tức là các bạn sẽ giữ nguyên khẩu hình của chữ O. Quê, quê, quê. Ví dụ Mögen, Mögen. Hoặc là Högen, Högen. Tiếp theo sẽ là đến chữ U umlaut. Tương tự với umlaut thì umlaut cũng sẽ có cách đọc gần giống như vậy, đó là các bạn sẽ giữ khẩu hình của chữ O và đọc chữ uy. Khi các bạn đọc sai, tức là đọc là uy, thì khóe miệng của các bạn cũng sẽ kéo sang hai bên. Còn khi các bạn đọc đúng là khẩu hình của các bạn sẽ vẫn phải giữ nguyên khẩu hình của chữ O, đó là uy, uy, uy. Ví dụ müde, müde. Hoặc là quisha, quisha. Tiếp theo sẽ là âm e, i. Ví dụ âm khi ghép chữ e và chữ i thì chúng ta sẽ đánh vần là ai. Ví dụ mine, mine. Dine, dine. Tiếp theo có một âm mà chúng ta rất dễ hay nhầm với âm ei, đó là âm ie. Âm ie khi đưa vào một từ cụ thể thì sẽ được đánh vần là i, tức là chữ i và chúng ta kéo dài nó ra. Ví dụ đi, gì. Cô nhắc lại, đi, gì. Tiếp theo là âm ghép của chữ i và chữ r, chúng ta sẽ đánh vần là ear. Ví dụ cô có hai ví dụ, đó là từ mir và từ dir. Mir, dir. Tiếp theo là âm i e r. Âm i e r chúng ta cũng phát âm là ear, nhưng mà lúc này chúng ta sẽ là i kéo dài ra, ở trên là ear ngắn và ở dưới là ear dài. Ở trên là mir, dir, ở dưới sẽ là here, beer, tear. Các bạn chú ý nhá, khi thêm chữ e vào đây thì chúng ta vẫn phát âm là ear, nhưng mà sẽ là chữ ear kéo dài. Here, beer, tear. Còn ở đây là mir, dir. Tiếp theo là chữ U và chữ R. Chữ U và R chúng ta sẽ đọc là ua. Ví dụ was, was. Hoặc là buộc, buộc. Tiếp theo sẽ là chữ U umlau và chữ R. Chúng ta sẽ có ví dụ chữ U umlau và chữ R chúng ta sẽ đọc là wir, wir. Ví dụ thuyer, thuyer. Hoặc là fear, fear. Tiếp theo là chữ O và chữ R chúng ta sẽ đọc là O. Ví dụ Thor, Jorgen. Thor, Jorgen. Tiếp theo sẽ là âm có chữ E và chữ R, chúng ta sẽ đọc là chữ E giống tiếng Việt. Ví dụ der, wer, woher. Cô nhắc lại, der, wer, woher. Và âm cuối cùng là chữ E, U và A umlaut.
chữ EU và chữ AUMNAU khi ghép với nhau chúng ta sẽ đọc là OI. Ví dụ Deutsch, Deutsch, hoặc là Verkäufer, Verkäufer, Deutsch, Verkäufer. Trên đây là một số nguyên âm, cách phát âm của một số nguyên âm. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với cách phát âm của một số phụ âm. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chữ G. Khi chữ G đứng ở đầu của một từ thì chúng ta sẽ phát âm là giống với chữ cờ của tiếng Việt. Tuy nhiên các bạn phải bật hơi mạnh ra và các bạn sẽ cảm nhận cuống họng của mình sẽ nâng lên trên vòm họng một chút. Ví dụ Cút, cút, morgen, morgen, gehen, gehen. Cô xin nhắc lại, các bạn sẽ phát âm gần giống với chữ cờ của tiếng Việt, tuy nhiên là các bạn sẽ phải bật hơi thật mạnh ra. Tiếp theo là các bạn sẽ phải cảm nhận cái cuống họng của mình nó sẽ được nâng lên, sát với vòm họng bên trên. Ví dụ, cút, morgen, gehen, cút. Morgen, gehen. Tiếp theo sẽ là chữ R. Chữ R trong tiếng Việt thì các bạn đọc là R, tức là các bạn sẽ cong lưỡi lên. Tuy nhiên trong tiếng Đức thì hoàn toàn ngược lại. Lưỡi của các bạn lúc này sẽ phải để thẳng ra và các bạn sẽ rung ở cái lưỡi gà thôi. Tiếp theo là các bạn sẽ đọc gần giống với chữ G. Cô xin nhắc lại, các bạn sẽ đọc chữ R gần giống với chữ G, tuy nhiên sẽ rung ở cây lưỡi gà. Tiếp theo là lưỡi của các bạn phải để thẳng ra. Ví dụ Ruhe, Rat, Rot. Ruhe, Rat, Rot. Âm tiếp theo chữ S. Chữ S trong tiếng Đức thì các bạn mới học sẽ rất dễ hay nhầm. Nhiều bạn sẽ đọc cái này thành C, nhưng mà rất tiếc chúng ta phải đọc là G, tức là đọc giống chữ G trong tiếng Việt. G, Jorgen. G, Jorgen. Âm tiếp theo sẽ là T. Như cách đọc trong tiếng Đức là T đúng không? Tức là chúng ta sẽ đọc chữ tờ này thành thờ trong tiếng Việt. Ví dụ như thuyền, thò. Cô xin nhắc lại, chúng ta sẽ đọc chữ tờ này thành chữ thờ trong tiếng Việt. Thuyền, thò. Tiếp theo là chữ phao. Chữ phao tức là chữ V của tiếng Việt. Tiếng Đức đọc là phao đúng không? Và vì nó phát âm là phao nên là khi chúng ta đưa vào một từ cụ thể thì nó sẽ được đánh vần thành chữ phờ của tiếng Việt. Ví dụ Vater, Vater, hoặc là Vier, Vier. Tiếp theo sẽ là chữ V. Chữ V trong tiếng Đức tức là chữ V kép đấy ạ. Chữ V thì chúng ta sẽ đọc như sau. Was, where, tức là chúng ta đọc như là chữ V của tiếng Việt. Was, where. Rồi tiếp theo là đến chữ set. Chữ set trong tiếng Đức thì chúng ta sẽ có một mẹo để đọc chữ set như sau. Đó là các bạn sẽ đọc gần giống với chữ sờ. Tuy nhiên các bạn sẽ phải siết hai hàm răng lại và lưỡi của các bạn sẽ phải để chạm chân răng, đầu lưỡi sẽ chạm chân răng và đọc siết hai hàm răng lại. Ví dụ sàn, sàn, sổ, sổ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với âm CH. Khi chữ CH đứng đằng sau chữ nguyên âm A, O, U, Au thì chúng ta sẽ đọc giống với chữ khở. Ví dụ Auch, Auch, hoặc là Koch, Koch. Còn khi âm CH mà đứng đằng sau các nguyên âm và phụ âm còn lại thì sẽ đọc là
Ví dụ, mish, dish, mish, dish. Để phát âm chữ chúng ta sẽ có một mẹo, đó là chúng ta sẽ để lưỡi lơ lửng, không chạm vào vòm họng, cũng không chạm vào chân răng, để lưỡi lơ lửng, đầu lưỡi lơ lửng. Tiếp theo là chúng ta sẽ kéo hai khóe miệng, kéo khóe miệng sang hai bên, và hai hàm răng của các bạn sẽ hơi mở ra, hơi hé ra, chứ không được khép răng. Các bạn hãy nhìn lại nhé. Mish, mish, dish, dish. Chúng ta sang phụ âm tiếp theo, đó là âm SCH. Âm SCH chúng ta sẽ đọc như sau. Các bạn sẽ phát âm gần giống với chữ sở. Tuy nhiên, các bạn hãy chú ý khẩu hình như của cô nhé. Shula, shula, shua, shua. Các bạn thấy khẩu hình của cô như thế nào? Tức là má các bạn sẽ phải hóp vào và miệng được đưa ra một chút. Tiếp theo là răng của chúng ta sẽ hơi hé ra. Các bạn sẽ cần dùng đến lượng khí và hơi mạnh hơn so với phát âm những từ còn lại, những chữ còn lại. Các bạn sẽ dùng khí mạnh hơn, đọc một cách thái quá hơn. Chữ S. Shula, shua. Từ âm SCH này chúng ta suy ra hai âm tiếp theo là SP và âm ST. Âm SP và âm ST thì chữ S trong SP và chữ S trong ST chúng ta sẽ đọc giống với chữ SCH. Ví dụ sport, sport, hoặc là spiel, spiel, hoặc là start, start, hoặc là stuhl, stuhl. Các bạn nhớ nhé, âm SP và âm ST thì chữ S chúng ta sẽ phát âm giống với chữ SCH, tức là sh, sh. Rồi, đến âm cuối cùng, và âm này cũng hơi hiếm gặp một chút, đó là TSCH. Chúng ta sẽ gặp trong ví dụ từ cheese hoặc là Deutsch. Âm TSCH chúng ta sẽ phát âm giống chữ trở nặng trong tiếng Việt. Ví dụ cheese, cheese, hoặc là Deutsch, Deutsch. Rồi, trên đây cô đã giới thiệu cho các bạn đầu tiên là bảng chữ cái, tiếp đến là các nguyên âm và các phụ âm trong tiếng Đức. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc lại một lần nữa các phụ âm này. Sau đó là chúng ta sẽ áp dụng vào một số câu mà cô sẽ ghi trên bảng nhé. Trên bảng là một số câu chào hỏi thông dụng trong tiếng Đức. Chúng ta hãy cùng áp dụng những quy tắc đánh vần, quy tắc phát âm mà vừa rồi cô dạy để chúng ta hãy đọc những cái câu sau nhé. Câu đầu tiên, hello, hello. Từ hello này có nghĩa là xin chào. Tiếp theo, đây là một từ mượn tiếng Anh, hi, chào. Và có một quy tắc, đó là khi chúng ta gặp một người mới quen, một người lạ, cần chào hỏi lịch sự thì chúng ta sẽ chỉ chào là hello thôi, chứ các bạn không nên chào là hi. Chào là hi chỉ dùng cho trường hợp là những người thân quen của chúng ta thì chúng ta mới chào là hi. Còn lại các bạn phải chào là hello. Tiếp theo, chúng ta có câu Guten Morgen. Guten Morgen có nghĩa là chào buổi sáng. Guten Morgen, Guten Morgen. Tiếp theo, Guten Tag, chúng ta sẽ dùng để chào vào các buổi trưa và chiều.
couldn't talk, couldn't talk. Tiếp theo sẽ là guten Abend, guten Abend, có nghĩa là chào buổi tối. Và cuối cùng là guten Nacht, guten Nacht, guten Nacht, có nghĩa là chúc ngủ ngon. Guten Nacht. Tiếp theo sẽ là từ chúng ta vừa được học, đó là Tschüss, có nghĩa là tạm biệt. Tschüss. Và từ cuối cùng là Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen có nghĩa là hẹn gặp lại. Các bạn hãy cùng cô đọc lại một lần nữa nhé. Hallo. Hi. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Guten Nacht. Tschüss. Auf Wiedersehen. Bên cạnh một số câu chào thông dụng mà các bạn hay gặp thì chúng ta còn một số câu chào mà trong đời sống hàng ngày các bạn có thể được gặp như sau. Grüß dich. Grüß dich. Chào bạn. Hallöchen. Hallöchen. Cũng là xin chào. Halli hallo. Và một số câu tạm biệt như là bis dann. Bis morgen. Bis später. Vâng vâng. Rồi bây giờ chúng ta hãy cùng đọc lại một lần nữa những câu chào hỏi trong tiếng Đức nhé. Hallo. Hi. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Abend. Guten Nacht. Tschüss. Và Auf Wiedersehen. Tiếp theo là một số câu chào khác như là Grüß dich. Hallöchen. Hallihallo. Bis dann. Bis morgen. Bis später. Rồi, sau khi mà chúng ta đã chào hỏi rồi, đối với những người mới lần đầu tiên gặp mặt thì chúng ta sẽ có một số câu giới thiệu bản thân cũng như là hỏi thông tin của người mới gặp như sau. Trên bảng là 3 câu hỏi về ngài tên là gì và 3 câu trả lời tôi tên là. Bây giờ chúng ta hãy cùng đọc nhé. Wer sind Sie? Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Tương ứng là 3 câu trả lời. Ich bin Anna. Mein Name ist Anna. Ich heiße Anna. Và có một chú ý, đó là khi người ta hỏi một trong ba câu này thì các bạn hoàn toàn có thể trả lời một trong ba câu trả lời, chứ không nhất thiết người ta hỏi là Wer sind Sie, bắt buộc các bạn phải trả lời là Ich bin, mà các bạn hoàn toàn có thể trả lời là My name is hoặc là Ich heiße. Tiếp theo cô sẽ giới thiệu đến các bạn câu hỏi ngài đến từ đâu. Chúng ta có câu Woher kommen Sie, tức là ngài đến từ đâu. Woher kommen Sie? Câu trả lời sẽ là Ich komme aus. Ví dụ như là cô đến từ Việt Nam đúng không, thì chúng ta sẽ trả lời là Ich komme aus Vietnam. Woher kommen Sie? Ich komme aus Vietnam. Và câu cuối cùng cô muốn giới thiệu đến các bạn, đó là câu hỏi ngài sống ở đâu. Wo wohnen Sie? Và tương ứng câu trả lời Ich wohne
In Hải Phòng. Wo wohnen Sie? Ich wohne in Hải Phòng. Rồi bây giờ cô sẽ nhắc lại ba câu hỏi tên, câu hỏi về đến từ đâu và câu hỏi sống ở đâu. Wer sind Sie? Wie ist Ihr Name? Wie heißen Sie? Woher kommen Sie? Und wo wohnen Sie? Ich bin Anna. Mein Name ist Anna. Ich heiße Anna. Ich komme aus Vietnam. Ich wohne in Hải Phòng. Rồi, và để luyện tập cho phần này thì mời các bạn hãy tự giới thiệu về bản thân mình nhé. Sau đây là ví dụ của cô. Guten Morgen, ich bin Anna. Ich komme aus Vietnam und wohne in Hải Phòng. Rồi, các bạn đã có thể tự giới thiệu về bản thân mình chưa? Chúng ta hãy đến phần tiếp theo và cũng là phần cuối cùng của buổi học ngày hôm nay, đó là số đếm nhé. Đầu tiên cô sẽ giới thiệu đến các bạn từ số 0 đến số 12. Chúng ta hãy cùng nhau đọc nhé. Null, null, eins, eins. Các bạn chú ý chữ S ở đuôi này chúng ta cũng phải phát âm nhé. Nó sẽ là âm gió trong tiếng Đức. Eins, eins, zwei, zwei. Chúng ta thấy xuất hiện chữ S, tức là chúng ta phải đọc xít răng ở đoạn đầu, sau đó là đọc chữ vài, zwei, zwei. Tiếp theo là âm drei, drei. Khi âm D đứng ở đầu như thế này, nó cũng là một âm gió và chúng ta sẽ phát âm giống với chữ T. Trong tiếng Đức chúng ta sẽ phát âm chữ D và chữ T, khi nó là âm gió thì chúng ta sẽ phát âm thành chữ T. Ví dụ drei, drei. Tiếp đến là vier, vier. Fünf, fünf. Các bạn chú ý âm gió âm đuôi nhá. Chữ F ở cuối chúng ta cũng phải phát âm ra nhá. Fünf, fünf. Sechs, sechs. Chữ S ở cuối. Sechs, sechs. Sieben, sieben. Acht, acht. Đây, chữ T ở cuối đấy ạ. Các bạn phải phát âm chữ T ở cuối nhá. Acht, acht. Neun, neun. Zehn, zehn. Ở đây chữ H nó là một âm câm, nó có tác dụng kéo dài âm ra. Thế nên là các bạn sẽ không đánh vần chữ H vào mà chúng ta chỉ kéo dài cái âm đấy ra. Đó là zehn, zehn. Elf, elf. Và số 12 là zwölf, zwölf. Các bạn chú ý nha, chữ Z đứng ở đầu chúng ta nhớ xít răng ạ. Zwölf, zwölf. Cô sẽ đọc lại từ số 0 đến số 12. Nun, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Rồi, từ số 13 đến số 19 thì chúng ta sẽ có quy tắc như sau. Số 13 chúng ta sẽ ghép của số 3 và số 10. Số 3 là drei và số 10 là zehn. Drei, zehn. Ghép của số 3 và số 10. Tương tự số 14 chúng ta sẽ có ghép số 4 và số 10. Vier, zehn. Các bạn chú ý là viết liền vào nhau nhé. Đây là cô viết thôi cách ra một chút để các bạn dễ đọc. Chúng ta sẽ viết liền vào nhau. Vier, zehn. Số 15 tương tự sẽ là số 5 và số 10. Fünf, zehn. Số 16, sechzehn. Các bạn chú ý số 6 của chúng ta có chữ S, nhưng mà khi đưa vào số 16 thì chúng ta sẽ vứt chữ S đó đi, chúng ta sẽ ghi là sechzehn. Thế rồi, số 17, siebzehn. Số 7 chúng ta là sieben. Khi đưa vào, ghép vào số 17 chúng ta sẽ bỏ đuôi en đi và chúng ta chỉ viết là sieben. Số 18,
vẫn quy tắc cũ, số 8 và số 10, 18, số 19, số 9 và số 10, 19. Rồi chúng ta sẽ đọc lại từ số 0 đến số 19 nhé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tiếp theo chúng ta đến các chữ số hàng chục. Số 20. 20. 20. 20. Số 30. 30. Các bạn chú ý nha, số 30 chúng ta sẽ, cái đuôi này của nó sẽ là chữ SS chứ không phải là chữ Z nữa. Nó là trường hợp đặc biệt. 30. 30. Số 40 chúng ta sẽ thay số 10 thành chữ sịch, chữ sen thành chữ sịch và chúng ta sẽ có phía sịch. Spancy, dry sịch, phía sịch, đuôi sịch ạ. Chúng ta sẽ thay đuôi sen thành đuôi sịch. Tiếp theo 50 chúng ta có phân sịch, phân sịch. Tiếp theo số 60 chúng ta sẽ có dết xỉ. Các bạn đã thấy ạ, thay chữ sen bằng chữ xỉ, chúng ta sẽ có số 60. Tương tự 70 dết xỉ. 80 óc xỉ. 90 noin xỉ. 100 chúng ta có ein hundert. Tại sao cô lại cho chữ ein này vào trong ngoặc ạ? Các bạn chú ý đầu tiên chữ ein có nghĩa là một, nhưng mà chúng ta sẽ bỏ chữ s đi. Chúng ta chỉ biết là ein thôi chứ không biết là eins. Tiếp theo là số 100 thì người ta sẽ thường đọc tắt là hundert, chứ người ta không đọc là ein hundert. Thường sẽ được đọc hai kiểu, một kiểu là ein hundert, nhưng mà kiểu được sử dụng nhiều hơn sẽ là hundert. Tiếp theo là số 200 thì chúng ta chỉ việc thay số 2 vào số 1, chúng ta sẽ có 200. Tương tự đến 900 chúng ta sẽ có 900. Và 1000 chúng ta sẽ có cũng trong ngoặc là chữ I, số 1, 1000. Tương tự 2000, 2000, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc lại nhé. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 900, 1000. Rồi, đó là các chữ số từ 0 đến 19, 20, các chữ số hàng chục và hàng trăm. Vậy còn bây giờ những chữ số vừa có hàng chục, vừa có hàng đơn vị thì chúng ta sẽ viết như thế nào? Các bạn cùng theo dõi nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu với số 21. Trong tiếng Đức chúng ta, số 21 chúng ta sẽ đọc như sau. Ai un svansi. Einundzwanzig, ein là số 1, nhưng mà chúng ta nhớ bỏ chữ s gì đi. Tiếp theo und có nghĩa là và zwanzig chúng ta vừa học đó là số 20. Einundzwanzig tức là 1 và 20, nó sẽ bị ngược so với tiếng Việt. Tiếng Việt là 20 xong đến 1 thì ở tiếng Đức sẽ là ngược lại. Khi mà có chữ số hàng đơn vị và hàng chục thì chúng ta sẽ đọc hàng đơn vị trước hàng chục.
thêm chữ và 21. Tương tự số 22 sẽ là 22. Tức là 2 và 20. Tương tự số 23 sẽ là 23. 3 và 20. Tương tự, các bạn hãy thử ghép cho cô những chữ số sau nhé. Số 34, số 47, số 58, số 69, số 71, số 83, số 92. Các bạn hãy cùng luyện tập nhé. Đầu tiên số 31, 34 chúng ta sẽ là số 4 và 30. Chúng ta sẽ viết như sau. 4 und 30. 4 và 30, 4 und 30. Tiếp theo sẽ là số 47, tức là 7 và 40. Chúng ta sẽ có 7 und 40. Tiếp theo là số 85, 8 và 50. 8 und 50. Tiếp theo là số 69, 9 và 60. 9 und 60. Tiếp theo là số 71, 1 và 70. I un gypsy. Tiếp theo là số 83, 3 và 80. Drei und 80. Cuối cùng là số 92, 2 và 90. Zwei und 90. Chúng ta đọc lại một lần nữa nha. Số 34, 34. Số 47, 47. Số 58, 58. Số 69, 69. Số 71, 71. Số 83, 83. Số 92, 92. Các bạn đã nắm được chưa nào? Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp thêm một chút nữa, đó là gồm 3 chữ số hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị thì chúng ta sẽ đọc như thế nào nhé? Cô sẽ lấy ví dụ 121. Ở đây chúng ta sẽ thấy xuất hiện hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị. Hàng trăm, 100 là 100. 100. Tiếp đến là chúng ta còn số 21 thì theo quy tắc cũ chúng ta sẽ ghi hàng đơn vị trước và hàng sau đó là đến hàng chục, tức là 21, giống bên trên. 21, tức là gì ạ? 100, 1 và 20. Đối với những người mới học thì chúng ta sẽ cảm thấy khá là khó khăn khi mà nó không theo quy tắc giống như tiếng Việt là 121, mà ở đây sẽ là 101 và 20. Nhưng mà cô tin rằng khi mà các bạn luyện tập nhiều thì việc này sẽ không còn là khó khăn nữa. Các bạn hãy cố gắng luyện tập nhiều hơn nhé. Cô sẽ lấy ví dụ tiếp theo, số 238. Chúng ta sẽ có 200. 200. Ba mươi tám sẽ là 8 và 30. 8 und 30. 200, 8 và 30. Các bạn đã nắm được quy tắc chưa? Bây giờ chúng ta hãy cùng luyện tập một chút nhé.
Rồi, trên đây cô có 4 chữ số 677, 863, 912 và 707. Các bạn hãy cùng luyện tập nhé. Đầu tiên sẽ là số 677. 600 của chúng ta sẽ là 600. Tiếp theo là số 77 sẽ là 7 và 70. 777. Tiếp theo là số 863, 800. 803 và 60. 863. Tiếp theo là số 912, 900 chúng ta có 900. Số 12 là gì ạ? 12. Chúng ta đơn giản chỉ cần ghi chữ 12 thôi, chứ nhiều người các bạn sẽ bị nhầm lẫn là chúng ta đang theo quy tắc hàng đơn vị sau đến hàng chục, các bạn sẽ đọc thành 12 là sai nhá. Chúng ta có số 12 riêng đó là 12. 912. Tiếp theo là số 707. Chúng ta có 700 là 700. Vậy còn 07 thì như thế nào? Nhiều bạn cũng là theo quy tắc sẽ là ghi chữ nhiều bạn sẽ ghi nhầm thành und, 7 là sai nhá. Chúng ta chỉ cần đơn giản ghi chữ 7 vào là sao? 707, không có und nhá. Und chỉ xuất hiện tức là từ và, nó chỉ xuất hiện khi mà ở đây chúng ta hàng chục của chúng ta có số nào đó. Rồi bây giờ cô sẽ đọc lại. Số 677. 677. Số 863 sẽ là 863. Số 912, 912. Số 707 sẽ là 707. Các bạn đã nắm được chưa ạ? Rồi chúng ta sẽ nâng cấp thêm một chút nữa, đó là gồm 4 chữ số thì sao? Một chữ số gồm 4 chữ số. Ví dụ số 1234, chúng ta sẽ đọc như thế nào? 1000 là 1000. Hai trăm, 200. Số 34 sẽ là 4 và 30. 34. Một số khá là dài đúng không? 1234. Tiếp theo sẽ là số 6789. Chúng ta sẽ đọc là gì ạ? 6000. Các bạn đã nắm được chưa ạ? Vậy là buổi học hôm nay của chúng ta đã đến đây là kết thúc. Hy vọng các bạn đã có một buổi học vui vẻ và bổ ích. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Auf Wiedersehen!